Ok, hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình Mình là nhóc MT Rồi ok, thì à... à rồi Thì hôm nay mình sẽ không quay bên hội trường chính nữa Thì mình sẽ quay bên nhà hội trường của mình Rồi thì hội trường của mình mới lên cấp 7 Nhưng mà thật sự là đợt này mình rất ít Phải đến tầm gần 2 tháng nay rồi Mình ít khi cày bên nhà hội trường này nhưng mà đợt này nó đang nên hội trường cấp 7 ấy, mới lại cái con này cái con cái con này con phù thủy bầy rơi này thì nó đang là của mình nó đang là cấp 12 rồi. Mình chưa nhân lâng được cái phòng thí nghiệm lên nên là nó chưa lên được đến cấp 13. Rồi thì hôm nay mình sẽ đánh cái con phù thủy và bầy rơi. Ok và cái thử thách đó là cái thử thách đánh chay phù thủy và bầy rơi luôn. À, cái đặc điểm của cái con phù thủy và bầy rơi này thì là nó cũng khá chi là ok nhưng mà nó Bầy rơi kia thì nó sợ nhất là cái bóng bay này là một này với cái, um, cái 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 đèn dầu này là hai hai cái gần như là cái khắc tinh nhất là của um, uh, của anh của đấy của cái phù thủy bóng đêm này rồi thì ok bây giờ thì mình sẽ quẩy rồi để mình tìm xem nhà này sẽ thả hướng nào vào nào mình nhìn ngon nghẻ thì chắc cũng chỉ có mỗi hướng góc 6 giờ này thôi ok thì mình sẽ lém một loạt trong đây đấy cho em tướng 10 vào nữa tướng của mình tướng 10 rồi đây anh em nhìn này cả một đàn luôn nhưng mà nó cái cái um, đấy cái bom bóng bay đấy nó chỉ lổ một phát là sẽ đi hết luôn đấy cái um, rồi cố vào ăn bom bóng bay đi rồi mày quá rồi rất chi là ui rồi ấm rồi ấm rồi 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 cố lên cố lên cố lên được tí máu nào nữa không rồi thôi nó đi mất rồi em tướng của mình đã ra đi chết rồi vừa quên chưa ấn um, đồng hồ Đấy thì um, ok cái đèn dầu nó cũng khá chi là khỏe Anh em nhìn này Đèn dầu cả cái chục con vào đèn dầu nó quạt cho phát cũng vẫn cứ chết như bình thường đấy Rồi Ăn được một cái um... À rồi bên này còn cả một đàn rơi Rồi cố lên ăn được con nhà hội trường chính đi Rồi may quá Rồi Rồi rất chi là ấm luôn Trận này 77% rồi liệu có ăn được không không ăn được bởi vì nó lướng phát chín hết bảy giờ luôn rồi ok 77 phần trăm trận đầu tiên mở màn rất chi là phê Thì, um... Ôi rồi lại là một cái trận gọi là chiến thắng luôn Cùng xem đối thủ đánh nhà mình thế nào nhá Vâng đối thủ nhà quẩy nhà mình cũng là 56 phần trăm ăn một sao um... Quay ăn một sao luôn vâng nhà mình đây chẳng thèm bo bế gì cả, cả cứ vứt là loang quang ở thế thôi. Vâng, đối thủ đánh 3 em 3 bi dòng 3 bi và 20 mấy em million ấy. Cấp 12 luôn. Vâng, đối thủ đang là đang là mắc tầm của mắt binh của hội trường cấp 6. Vâng, rất chi là khỏe luôn đấy, nhưng mà vâng, số nó đen thì cũng chỉ ăn được một sao thôi. À, tướng 8. Rồi ba em dòng ba bi này đi vào Quạt cứ khó khò 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 kê đúng không Đấy Ấy da, ấy da, suýt nữa đã ăn được nhà chủ nhà mình đấy anh em ạ à. Úi rồi úi rồi Úi rồi Ôi Số hôm nay không đỏ, hôm nay không ăn mì số đỏ thôi Đấy, thì Đây thì cái Đã anh em À thôi, Quẩy tiếp trận thứ hai đã xem nào Rồi trận thứ ba mình, mình sẽ giới thiệu cái Ấy da, cái gì đây Bộ trường cấp mấy đây? sao khỏe thế này? rồi, rồi một bạn đang xem, rồi Úi dồi ôi nhà đối thủ khỏe quá anh em ơi. có khi nhà này chặn này anh em, có khi đoán nó khi là khó đây. mình nghĩ là khó đây, bởi vì là, rồi, giờ thì mình sẽ thả em tướng này vào đây để cho hứng đạn cho mấy em phù thủy kia thôi. Chứ thực ra thì mấy em phù thủy này nó bắn cho mấy cái thì đi bây giờ ấy Đấy, ui dồi ôi cái đèn dầu nó cấp nó quá khi là kinh khủng anh em ạ Rồi Trận này ăn được con nhà chủ thì ngon May mắn, rồi Rồi may quá Ăn được liệu ăn được em nhà chủ không? Cố ăn em nhà chủ đi Rồi cố ăn em hội trường thôi Rồi bây giờ mới được 30% thôi á Rồi ok Quá chi là chính xác Ui dồi ôi nhưng vào đây thì lại quá chi mặn mà Ui rồi ôi đi mất mấy em mấy rồi Tiếc quá Rồi ôi thôi, thôi, thôi Còn một tí nữa thôi rồi 48% Không ăn được hai sao à Ui dồi lại lổ mất rồi Rồi tiếc quá ơi Ôi rồi, Ui giời. ôi, sót thế ba cái đơn vị gần như ăn được hai sao rồi cuối cùng lại xịt mất quá đen đèn quá rồi ui người ta dã cho mình phát trăm phần trăm luôn này quá kinh khủng đúng không Rồi là người ta cũng dã 12 hai em um... ấy ra ghê đấy ghê đấy ghê đấy nhỉ ấy dạ ghê đấy nhỉ người ta cũng dã bằng phù thủy và những bài rơi thế nào nó dã đến trăm phần trăm luôn à, tướng người ta cũng tướng mười rồi rồi, kinh khủng rồi, kinh khủng rồi, bạn giá tới như thế này thì quá kinh khủng rồi. Kakawai à? Úi giời cái tên khó đọc quá. Rồi. Ok, thì um, tiếp tục trận thứ hai nào. Rồi thì bây giờ mình sẽ châm cứu cái trận thứ hai này kiểu gì đây? Quan trọng nhất là nó phải ăn được cái um, đèn dầu và cái bóng bay kia bom bóng bay kia nếu mà ăn được hai cái đấy thì sẽ gọi là win còn không ăn được hai cái đấy thì khó lắm anh em ơi rồi ok sẽ thả từ hướng um, 6 giờ lại và một bạn đang xem ok cho em tướng này vào đây đã để cho nó hút ui rồi đèn thế ăn ngay của bom Ôi em, em, em tướng sao đã xuống máu nhanh thế. Ui. Nhanh 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 còn hồi máu một tí nào. Ui, sao em tướng đã xuống máu nhanh như thế này. Ui, tường thành của người ta thật kinh khủng anh em ơi. Trận này có khi lại thua rồi, sao lại đánh vỡ vẩn thế? Rồi, ơi, em tướng đã ra đi rồi. Quá buồn luôn đấy. Sao trận này lại có thể là đen uh, như, như quả men thế này. Rồi liệu có ăn được con nhà chính không để gỡ được một sao không? Không như thế này thì đen rồi không phải đen mà trình độ kém quá. Ôi, dạ, ôi, ôi nhanh nhanh quẩy quẩy cái nhà chính đi. rồi ăn được hai sao rồi rất chi là ngọt ngọt hơn cả trận vừa lấy luôn. rồi cố lên cố lên. bây giờ thì gỡ được phần trăm nào là hai phần trăm đấy thôi chứ còn không mong muốn gì nữa rồi. rồi 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 rồi, rồi ok Thế trận này là 59 mươi chín phần trăm cũng khá chi là ok đấy chứ anh em nhỉ không nên lỗi nào đâu. đấy thì um một trận 59% va lại ui giời ơi, bài trận rồi đen rồi ông ơi ông làm nó lấy thì đi, giết tôi rồi rồi trận bãi trận nó mới đen chứ hai như là hai thua một thắng rồi đúng không anh em rồi vẫn có khán giả đang rất chi là xem nhiệt tình nhưng mà cuối cùng là lại thua thế mới đen chứ đèn hơn thằng bán kem rồi quá đen luôn rồi để xem là châm cứu nhà này đánh từ hướng nào vào là quan trọng nhất là phải ăn được cái bom khinh khí cầu rồi thì mình sẽ đánh từ góc 6 giờ vào đi hay đánh góc từ góc 12 giờ này xuống vâng theo như anh em châm cứu thì là anh em sẽ đánh hướng nào là rồi thì mình sẽ đánh từ hướng này vào Cho nó dãi dãi ra một tí nào Dầm mưa dãi lắng ra Lại ăn quả bom nữa Rồi Cố lên Quẩy đi xem nào Rồi Em bom khinh khí cầu kia kìa Tập trung ăn vào em bom khinh khí cầu kia kìa Ai giờ thì chết rồi Mình sơ hở quá Bên này có hai cái liền Bom khinh khí cầu với lại Rồi Ăn được bom khinh khí cầu rồi Em tướng này đừng chết vội Để gánh tem cho một lúc nữa đã Rồi rồi Ôi rồi oh, được rồi Đỡ được một tí rồi đấy Rồi đừng đẩy về hướng đèn dầu nữa Rồi may quá gặp cái máy bật nó đẩy ra được một tí Rồi đại bác đã ra đi Chạy nhanh lên Rồi ok Cá chi là ấm 45% rồi ăn được một sao rồi Chắc chắn luôn Trận này quẩy một sao là chắc chắn rồi Nhưng mà hai sao thì hơi khó Bởi vì cái đèn dầu nó đang đứng ở kia Vâng cái chốt quan trọng nhất là cái đèn dầu cái kìa Đấy anh em nhìn này Nó lướng hết cái đàn rơi của tôi luôn Rồi ôi nhảy vào đi nhảy vào đi rồi ok đấy cái nhà cái nhà hội trường đấy thôi thì bây giờ đừng ăn cái nhà hội trường nữa ăn mỗi cái khẩu súng cối kìa quan trọng nhất cái khẩu súng cối kìa đấy ăn được cái khẩu súng cối đấy thì ấm rồi kìa nhanh không nó bắn cho đấy không kịp chứ thế nó mới đèn chứ à vẫn rồi vẫn còn được một em một em này thì ăn thua gì rồi ôi rồi lại ăn quả bom đèn đấy rồi 71% ăn một sao rồi. Khán giả là họ đang xem mình đây Chắc anh em trong hội Ok một trận chiến thắng Rồi hai đều hai đều rồi làm trận chung kết nào thật sự là đánh bên kia bên hội trường này mình đánh rất chi là gà anh em ạ đấy anh em xem để ý anh em nào để ý thì biết mình đánh mãi nó vẫn cũng chỉ là bao nhiêu cúp bao nhiêu cúp đấy thôi rồi, một trận Cái trận này bo bế kiểu gì đây ngồi để mình tìm xem nào Tìm điểm yếu của cái nhà nào. Đây, mình chỉ hốt mỗi cái đèn dầu Và cái bom kinh khí cầu này thôi Thật sự là hốt mỗi hai cái đấy thôi Bây giờ Phải gạ được um, Bây giờ mà đánh được cái hai cái đấy là Coi như là win Ok, mình sẽ thả Từ hướng um, 12 giờ vào đi Rồi cho em tướng vào để gánh cái bọ đạn của cái em ấy đã Đấy chết rồi Bom khinh khí cầu lại ra rồi Quan trọng nhất là mấy em rơi nhảy vào cái bom khinh khí cầu ăn trước tiên cho anh đã Rồi bọn này nó không biết nghe lời rồi Đấy rồi mày quá có phù thủy rồi Mấy em phù thủy này ăn đi Ăn đi Rồi đã ra đi em bom khinh khí cầu Đấy bây giờ thì ăn cái đèn dầu đi là ấm rồi chết rồi bị xét nó quẹt cho kia kia đấy và ăn cái đèn dầu đi rồi ăn cái đèn dầu là ăn được nhà này trăm phần trăm luôn Ui giỏi ơi biết mà ấy giả dạ, ăn của bò mặn thế rồi trăm phần trăm quá rồi nhà này ấy không cần nói thì cũng phải biết rồi đúng không anh em nhà này chắc chắn là trăm phần trăm rồi ấy già dạ. anh em nhìn cái viên đạn này dã man luôn xem nó bắn nào đi đâu là đi đâu là viên đạn này đi đâu là hay à viên đạn này đi đi ghê nhỉ đi ghê nhỉ? ôi đi hết sang màn hình sang sang tận nhà chủ nhà mình bên kia rồi trăm phần trăm biết ngay là trận này mình chỉ cần đánh chay cái con phù thủy và bầy rơi này anh em chỉ cần quan trọng nhất là ăn hai cái kia là chắc chắn là anh em sẽ quẩy được một cái trận rồi anh em đang hò hét rồi đấy quan trọng nhất là anh em quẩy được hai cái đấy thì bây giờ sẽ ghé qua xem em này phát nào em này thì đang của mình đang là máu 145 và à, sát thương 145 và máu là 322 đấy thì um, sát thương mỗi giây là 15 à cái đấy là cộng thôi Ok xem anh anh đánh cũng ghê đấy <laughs> rồi cảm ơn anh em rồi làm trận nữa nào Trận này xong rồi thì mình sẽ đi chat cùng với anh em nhá Anh em thông cảm giúp mình Rồi thì tiếp tục trận đứa Thứ 5 rồi nhỉ Cái này trận thứ 6 Trận thứ 6 về đánh chay cái con Phù thủy và bóng đêm Phù thủy và bóng đêm và phù thủy và bầy rơi Ok anh em nào nhanh mắt thì tìm hộ mình cái đèn dầu cái đấy, Xem nó ở đâu hay nhà này chưa có cái đèn dầu nhỉ anh em nhỉ Rồi Trận này thì ấm đây Trận này không có đèn dầu phải không anh em? Không có đèn dầu thì sẽ đục từ hướng 12 giờ vào chủ yếu để ăn cái pháo hoa này thôi. Nhưng mà sao lại chưa có đèn dầu nhỉ? Rồi chưa có đèn dầu à? Chưa có đèn dầu. Đấy. Cho em tướng ở đây. Tướng mình thả gần quá đang nghe thả xa xa một tí. Rồi cố lên. Ăn quan trọng nhất là ăn được cái cái bom khinh khí cầu kia đi là sẽ thắng. Còn nếu mà không ăn được bom khinh khí cầu thì gọi là chưa chắc cốp lắm rồi Một sao đã chuẩn bị rơi vào tay của mình Ok Rồi Trận này sao nhà người ta lại không có Sao lại chưa thấy có cái tháp đèn dầu nhỉ anh em nhỉ Cái đấy gọi là cái đèn dầu đấy chẳng biết là gọi nó là cái gì cả Rồi một trận gọi là gần như 3 sao luôn rồi Cố lên ba sao là cái chắc chắn rồi Chắc cốp rồi rồi vỡ hết ra cũng được cho nó rơi cho nó khỏe ạ à. đấy ok ui rồi xong rồi nó gọi là nghi ngút luôn này <laughs> kinh hồn không rồi đối thủ vẫn đang tấn công trận này mà trăm phần trăm nữa thì lại buồn cười đúng không ôi rồi chiến thắng quá chứ rồi cảm ơn đấy thì mình đang cố gắng đợt này đang muốn đẩy đẩy nó lên một tí để xây cái 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 nhà quân này này nhưng mà mãi vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu hơn 400.000 uh, ấy này nữa. Cơ bản đợt này mà mình cũng cày ít bên này. Rồi thì uh, video hôm nay của mình uh, đến đây tạm kết thúc. Nếu anh em là cảm thấy hay uh, thì um, hãy like và share cũng như nút đăng ký uh, ủng hộ kênh của mình. Rồi thì uh, giờ thì tạm biệt tất cả anh em. Hẹn anh em vào những video lần sau nhé rồi thì lốt tiếp tục là 6 viên ngọc đi rồi kết thúc cho nó vui. 6 viên. Ok, tìm đến một viên. <laughs>